Dạ, Ngân xin kính chào tất cả các cô, chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Thôn Nữ Miền Tây nha. Ngày hôm nay thì Ngân thật sự rất là vui mừng và hạnh phúc hơn cô chú ơi khi mà tiếp tục nhận được một cái sự hỗ trợ, một cái sự yêu thương đến từ một cái vị mạnh thường quân cũng khá là quen thuộc luôn. Đó là chú Đạt Dương. Thì hôm trước khi mà chú xem qua cái video lúc mà con đến với lại nhà của cô Ba Của đó thì chú thấy hoàn cảnh gia đình của cô rất là đáng thương. Cho nên là chú có một cái chút tấm lòng muốn gửi tặng đến cho gia đình của cô cũng như là các chú. Bây giờ thì con xin mời các cô chú, anh chị và các bạn cùng con vào trong để xem cái món quà ngày hôm nay mà chú Đạt Dương gửi tặng là cái gì nha. Dạ. Đây là con đường đi vào nhà của Ba Ba Của nha cô chú. Dạ, con chào ba ba, chào hai chú. Tắt cái quạt giùm con nha. Dạ, hôm nay con ghé thăm bà ba có vui không? Vui. Dạ. Mấy cô ghé thăm vui lắm. Dạ. Rồi hôm giờ thì bà ba với lại hai chú cũng khỏe hả bà ba? Dạ. Rồi bữa giờ là chú có thể giới thiệu chú tên gì được không? Tuyển. Chú Tuyển, năm nay chú bao nhiêu tuổi? 35. 35 tuổi. Không biết là chú có nhớ là chú bị bệnh từ hồi trước tới nay là bao lâu rồi không? Cũng mấy năm rồi. Mấy năm. Mấy năm rồi. Trước đó thì chú có khỏe mạnh bình thường không thì bà ba? Nó về nó cứ thiên gì nè. Bệnh là có khi nó trung, có khi nó đi cái lâu lâu cái dịch cái nó té. Rồi thành ra không có cho đi đâu, không dám cho đi đâu. Dạ. Trước lúc mà chú Tuyển bị bệnh đó, thì chú Tuyển có làm gì không hay là có đi làm ở đâu không? Không có làm, yếu thì đâu đâu. Nó bệnh rồi đâu có mặn được. Vậy là từ nhỏ tới lớn là do sức khỏe của mình yếu cho nên là cũng không có làm được gì hết. Đâu, nó đi chỗ cái ông cờ gung cờ gung. Dạ, con thấy bình thường khi mà mấy chị em cho con tặng cơm hay tặng đồ ăn á thì dạ, chú cũng đi ra nhận nhưng mà chú đứng lâu á thì chân của chú gung rất là nhiều luôn. Dạ. Cầm cái dĩa cơm mà gung vậy nè. Dạ. Vậy dạ. Rồi chú có thấy trong người chú khó chịu chỗ nào không? Được. Rồi có hai có giờ hay nó nhức dữ lắm. Dạ, bị nhức ha. Rồi có mua thuốc hay là xức thuốc gì không chú? Bó chai thuốc rượu đó cho đó cái bóp. Bóp cái thuốc rượu bóp. Ừ. Thuốc rượu người ta cho đó chai thuốc rượu đó bóp. Dạ. Bình thường chú có ăn uống được không? Sao con thấy chú ốm quá vậy? Chú ăn hết ra. Có ăn uống được không? Hai chén cơm. Có khi hai chén, có khi hai chén là rồi đó. Dạ. Nó ăn ít xịt à? Ăn thì ít xịu à. Dạ. Dạ. Mỗi lần mà giật lên như vậy đó là có hay bị sùi bọt mép hay là sao không bà ba? Nó giật gung, nó ấy giật cái vợ gầm chút. Dạ. Cắp vậy đó. Vậy là những lúc mà bị giật như vậy thì mình kìm lại. Kìm lại. Dạ. Bởi vậy đâu có cho dám đi đâu. Dạ. Đi xuống sông mà tắm cũng sợ nữa đó. Cũng nó giật bất tử cái ở dưới sông không có mình cái chết luôn. Dạ. Vậy là hồi lúc mà nhỏ xíu tới lớn luôn là đã bị vậy rồi hay là sau một này mới bị? Hồi còn nhỏ ra chưa có bị, hồi lớn chút cái nó bị luôn. Bà có nhớ là khoảng bao nhiêu tuổi không? Hồi đó cỡ 10 tuổi. 10 tuổi. Rồi là lúc mà từ nhỏ tới 10 tuổi thì thấy không sao nhưng mà bắt đầu từ 10 tuổi rồi dần tới lớn lên là có cái biểu hiện đó. Dạ. Dạ. Rồi từ hồi lúc mà nhỏ tới bây giờ là cũng hơn 20 năm rồi, có lần nào mà bà ba dắt chú đi bệnh viện để mà khám để biết được cái tình trạng bệnh hay là lý do tại sao bị như vậy không? Không có đi. Không có đi luôn. Dạ, tiền bạc tiếng một còn không có dám đi, đi thì phải có tiền. Dạ. Vậy là những cái lần mà chú bị giật hay bị ấy này kia là chủ yếu là chỉ để ở nhà rồi xong rồi cho uống thuốc để mà qua thôi chứ cũng không có đi khám bệnh luôn. Dạ. Còn chú có thể giới thiệu lại giùm con với lại cô chú biết là chú tên gì được không? Dạ. Vũ Tùng. Chú tên gì? Tên là Vũ. Chú tên Vũ, năm nay chú bao nhiêu tuổi? 45 tuổi. Dạ. Hồi trước giờ thì chú Vũ có gia đình hay là con cái gì không? Không có gia đình luôn. Không, nhỏ cho lớn vậy. Đâu dạ. Có gia đình. Chú thì hiện tại là trong người chú có khỏe không? Dạ, trước đó là chú bị bệnh gì hả chú? Tai biến bao nhiêu lâu rồi chú nhớ rõ không? 3-4 năm rồi. Dạ, trước lúc mà bị bệnh thì không biết là chú Vũ có đi làm nghề gì để mà mình kiếm tiền sinh sống không? Cũng không được. Dạ. Ở đây được. Mà đủ tiền nhà trọ. Đủ cho chồng cái chuyện ấy rồi mình làm đồ quà
được. Dạ, lúc đó là chú làm ở đâu chú? Ở Đồng Nai. À, vậy là cách đây 3 năm là đi làm ở Đồng Nai. Ừ, 3 năm. Dạ, đi làm ở Đồng Nai, rồi sau đó là do bị bệnh cho nên là không có làm được nữa, mình chuyển về quê. Mấy lúc chơi về đây là... Dạ. Mấy đứa không thôi cũng không có tiền chở đồ gì nữa, mấy đứa nó cho đứa vài trăm cái mướn xe chở đồ gì. Dạ. Mình làm ở trên đó hồi trước là chú làm công ty gì chú? Xưởng gỗ. Làm xưởng gỗ. Rồi lúc mà phát hiện ra bệnh là mình bị cái gì đầu tiên hả chú? Tôi động mà người về giấc chiều cái ăn cơm nó bắt chú Huy nằm coi trong sọ sợ đông cái sợ một mày nó bị xuống. Dạ, vậy là say sẩm mặt mày, không có té gì hết. Rồi mình có... Lại lấy nó đáp mà dối thì nó đáp không được. Dạ, rồi mình có chở đi bệnh viện liền không chú? Có chở đi bệnh viện Đồng Nai á cô. Em mới chở đi. Rồi bác sĩ họ có nói là bị sao không? Bệnh viện Đồng Nai đó, cái ăn phút người ta chạy. Chạy cái mới chở đi bệnh viện Đồng Nai. Đồng Nai người ta cũng chạy nữa. Rồi người ta nói nếu mà thằng này cũng có chị năm ăn năm thua. Mà nếu mà tờ cam kết á, nếu qua thì người ta ấy, còn không ấy thì thôi, mình mất bằng tờ cam kết. Dạ. Rồi đè lợi đó liền, cái người ta găm nước biển. Với vô cái thấy nó đỡ, cái người ta mới chụp cái gì, quang gì đó. Dạ, chụp ít quang. Ừ, đầu cả buổi trời vậy đó. Lâu lắm, cái rồi mới rồi lên trên, ở đó cái đóng tiền khám đầu đó, cái hết 1 triệu 2, CT. Dạ. Rồi cái lên ở trên lầu 11, là CT lần nữa 1 triệu nữa. Vậy là sau khi mà kiểm tra với lại chỉ định những cái thủ thuật cần thiết thì bác sĩ họ kết luận cho mình là bị tai biến nhẹ. Dạ, não, lên não. Ờ, lên tới não luôn. Dạ. Ở bệnh viện tới ở bệnh lầu 11. Lúc đó nhập viện lâu không bà ba? 10 bữa. 10 ngày mới được xuất viện. Dạ, bị chưa, mình chưa không có bảo hiểm đó. Xuất viện cũng tiền ăn, tiền uống, tiền này cũng 10 triệu à. Dạ. Rồi về quê là 3 năm nay là chủ yếu là ở nhà, mình đi tới lui ở xóm vậy thôi chứ mình cũng đâu có làm được gì hả chú? Dạ. Với sức khỏe của chú hiện tại thì... Dạ, yếu. Có hay mệt không chú? Nó cũng... Đâu dám đi xa đâu. Dạ. Dân lưới vòng vòng ở ngoài hè rồi. Đi dân lưới vòng vòng kiếm cá ăn. Mà sợ nó bị cái hầm hơi sâu đó, cái nó xuống. Nó bơi bây giờ tay chân yếu đó, cái nó xuống sâu rồi. Không dám cho xuống sâu hầm đó. Dạ. Hầm sâu hè có cái hầm sâu. Chú đi lại nó có thuận tiện không? Chú đi lại có bình thường không? Được. Chú có thể đứng lên đi cho con xem được không? Đứng vậy đi coi cho cô coi coi. Bây giờ nó yếu bên tay trái. Dạ. Được. Vậy là đi nhưng mà cái chân bên này thì yếu hơn ha. Bên tay trái đó, cái giò nhỏ xíu lên rút. Dạ, bị teo cái chân lại. Với cái tay bên này nè. Tay bên này là cử động nhưng mà nó cũng hơi khó ha. Trời ơi cô ơi, hôm mà nó bệnh đó, nó cũng nằm chung ngủ vậy nè ở nhà trọ mà. Dạ. Cái rồi cỡ 4 giờ, cái nó thức gì cái nó quèo. Nó đi đâu có được. Dạ. Nói mẹ ơi, hỏi sao quèo tao hả? Con chết nửa thân mình rồi, con nhúc quách que không có được. Dạ. Cờ lết vậy. Mà thằng ghế rồi thì có xe. Mà mình người ta bằng công ty mình đâu có dám kêu cô. Ừ. Kêu chợ thuyền ta. Dạ. Rồi để tới sáng đó, rồi mới đi, chở đi mới bệnh. Dạ. Mà bây giờ về thì ta, chú... Mình đâu có dám mà kêu người ta. Giờ thì về chú cũng đi lại đồ thì được nhưng mà cũng hơi khó khăn. Hồi chú có bao giờ nghĩ là ngoài cái việc dân lưới thì chú muốn làm cái gì đó để kiếm thêm đồng ra đồng vô, tạo thêm thu nhập cho gia đình không? Có đi mặn được cái gì đâu. Tay, có tay. Bán vé số thì sao chú? Chú nghĩ là chú đi bán được không? Sợ, nó sợ gì nè, nó không biết. Rồi sợ người ta vé số mà cũ rồi đó, vé số giả rồi đó, đổi trao, thành ra nó không có gành cái vũ số đâu. Rất chữ đâu, biết chữ đâu. Rồi sợ cái gửi người ta tiền bạc rồi đó, cái bán cái gửi người ta trao số giả mình với số mà trúng sổ bữa nay rồi mời cái đem đưa mình bán đó. Dạ. Ra thằng này nó không có gành, người ta đổi số đó. Mấy người người ta mua ấy rồi người ta đổi số thôi chứ không phải mấy người bán mà đưa cho mình mà số ấy. Khi số chặt nói số trúng cái mình... Nó đâu có biết, thằng ra sợ. Chú gành tiền không chú? Chú có thói tiền hay là cầm tiền gành không? Dạ, là cũng không có gành tiền luôn, rồi cộng thêm đó là không biết chữ nữa cho nên là muốn buôn bán cũng rất là khó. Dạ. Bây giờ chủ yếu là cá mắm thì dân đủ ăn thôi chứ mình cũng đâu có đủ bán thôi chú. Có khi đủ, có khi không có đủ.
đi ra ngoài hè có khi dính, khi không có dính. Dạ. Rồi mấy cháu này nè, nó đi kiếm cá được, cái nó cho ăn. Dạ. À, nếu như mà mình không có buôn bán được thì không biết là bà ba với lại hai chú có muốn mình chăn nuôi hay là mình làm thêm cái gì đó để mà tạo thêm cái thu nhập hàng ngày không? Ở đây thì cũng khó mà chăn nuôi. Rồi cô nói cô nghe, mình có cái nhà không à, cái nền này chứ đâu có đất dư. Dạ. Phải có đất dư thì mình nuôi được, còn này không có đất dư. Chủ yếu là chỉ có được cái nền này để mà mấy nhà mấy mẹ con che lên, che mưa che nắng thôi, chứ cô không có chỗ để mà mình chăn nuôi gì hết. Không có. Dạ. Cái nền nhà này cũng khó khăn ha. Dạ. Với sức khỏe của hai chú hiện tại thì hai chú có muốn là mình đi tái khám lại xem thử là hiện tại như thế nào với lại lấy thuốc uống không? Dạ. Cũng muốn đi đó. Đi không? Kẹt. Xe chạy đâu có được đâu. Nhờ hai chú là không có mua bảo hiểm luôn hả bà ba? Không. Bảo hiểm bây giờ nó 800-900 triệu rồi, không có tiền. Vậy là cả gia đình mình là không ai có bảo hiểm hết? Không có. Hôm nay thì con đến đây thăm lại bà ba cũng như là chú Tuyển với là chú Vũ. Hôm trước khi mà con ghé nhà đó thì chú Đạt Dương có xem qua được cái video đó, có chia sẻ là thấy hoàn cảnh của bà ba với lại hai chú hiện tại đang gặp rất là nhiều khó khăn luôn, cho nên đó là chú Đạt Dương có muốn gửi một cái món quà để mà gửi tặng cho bà ba cũng như là cho hai chú. Thì nếu như mà hiện tại sức khỏe của hai chú với bà ba nó không có được tốt thì con nghĩ là bà ba nên trích một phần cái số tiền này ra nè, mình mua cái bảo hiểm đi ha, cho cả gia đình của mình luôn, để mà khi có bệnh hay gì đó mình đi khám có bảo hiểm thì nó sẽ đỡ cái phần chi phí ra là một. Hai là có thuốc thì mấy chú sẽ đỡ hơn, sẽ đỡ mệt hơn nữa. Dạ, chứ là bà ba thì cũng khá là lớn tuổi rồi. Dạ, đây con xin phép gửi lại cho bà ba nha. Cảm ơn cô nhiều dữ lắm. Dạ, bà ba cảm ơn chú Đạt Dương giùm con nha. Cô Đạt Dương. Dạ. Cô chú Quỳ Phiên đó không? Dạ. Chú Đạt Dương ở xa lắm. Dạ. Dạ, bà ba mở ra giùm con. Dạ, đây là cái số tiền 5 triệu đồng mà chú Đạt Dương yêu thương gửi tặng đến cho gia đình của mình nha. Dạ. Con chúc cho bà ba, chúc cho hai chú thì sẽ có được nhiều sức khỏe nha. Chú gửi lời cảm ơn tới chú Đạt Dương nha. Chú nhìn máy nói cho chú Đạt Dương có thể nghe được đó. Dạ. Cảm ơn chú Dương. Nếu tấm lòng chú Đạt Dương mà cho tôi như vậy, tôi cảm ơn mấy chú nhiều dữ lắm. Dạ. Không biết chừng nào hết ơn. Dạ, giúp đỡ được cho bà ba cũng như là cho hai chú vượt qua những cái khó khăn của hiện tại là chú đã vui lắm rồi. Dạ, bà ba cố gắng vui vẻ lên rồi. Dạ. Xong rồi mình còn lo cho hai chú nữa nha. Dạ.